Từ đây từ ngày xem chú bò che lưới này thì anh mới che đây anh xem này. Cái gì lưới nó thưa ra. Thưa thì muỗi lại vào được không? Vào làm sao được. Anh thưa bằng 6 lần thế này. À thế nhỉ. Chứ anh làm thế này là con lợn nó chết đấy. Anh chia bằng 6 lần, thưa bằng 6 lần ra. Là bạn này hả? Bạn này đây. Bạn này biểu hiện nó thế nào? Ý ấy này. Đâu ở đây anh vừa can thiệp nhỉ? À. Anh can thiệp bằng. Anh can thiệp bằng cái gì? Con lợn này là không ỉa được. Đúng rồi, không ỉa được nhưng ăn tốt, vẫn ăn. Ăn tốt, vẫn ăn bình thường. Ăn được. Món. Đúng rồi. Và anh can thiệp như thế nào? Bình thường can thiệp. Đây là anh can thiệp mật ong anh cho vào cho anh trơn với lại nước mắm mận anh bơm vào nó cứ bơm vào nó mới ỉa. Sao lại can thiệp nước mắm vào thì vào hộ môn cho nó ỉa? Thì bây giờ không biết thì cứ thế thôi thế. Bây giờ bác tao bón xong bắt đầu người ta rót nước mắm vào đi bác mới chịu sao được. Đấy thì vừa can thiệp nó ỉa về. Bây giờ ấy nó không ỉa được cái lý do này nhìn này. Rồi. Phân này. Đấy, thấy không? Đúng rồi. Phân này là phân táo bón. À. Đấy. Lý do của nó táo bón ấy là nó uống không đủ nước thì nó táo bón. Hiểu chưa? Thế sao cho nó uống đâu uống đâu nhỉ? Anh còn bơm thẳng vào mồm nữa. Đây này. Tắm thì anh tắm như thế này. Rồi. À. Nó khô đét như thế này là phân táo bón. Chứ còn táo bón là phải cho nó uống nhiều nước, ăn nhiều rau xanh. Rau thì anh cho đấy. Rau lang nhiều. Đấy. Đấy. Thì phân nó mới được như thế này. À. Nhưng mà đừng có cho nước mắm vào đây. Thế thôi, thôi dạ. Không dám nữa. Đây anh đây. Bây giờ ấy, cái cách để mà giải quyết cái lợn nó bị táo bón này này. Trước hết là nó không ỉa được mà nó dặn ra là hỏng. Ừ. Là nó lồi giòm. Vậy thì đầu tiên anh tắm kỹ cho nó. Ui anh tắm nhiều lắm. Sau đó anh bơm nước vào trong máng khi anh hất vào cho nó 24/24 luôn. Được chưa? Và đồng thời này mở nước ra. Này. Ôi thì anh tắm nhiều nhưng mà anh tắm nhiều nhưng anh bơm nước cho nó nhưng để nó lại không uống. Đấy. À, để đi. Vậy. Tắm chơi tắm bời cho nó tí. Con lợn này đẹp lắm. Để con nó đây. Đây này. Tối nước vào đây. À. Thấy chưa? Ra chưa? À. Ỉa chưa? Cần gì nó? Đấy. Ỉa chưa? Rồi 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 rồi. Ỉa chưa? Ỉa ỉa ỉa. Thế cần gì phải bơm nước mắm vào đây? Đó. Nó có dễ như thế này thôi. Anh đang hút thế mà anh hút về con nó vẫn lục cục cầm cứ ăn vào nhưng không ỉa. Ăn thì ăn nhiều. À. Mà tắm thì anh tắm ác đấy. Đấy, đây là hết phân. Nó ỉa như thế, chứ làm gì phải cho nước mắm đấy, vào trong đây. Đấy, cái cách xử lý lợn bị táo bón, đó là tắm. Sau đó là lấy cái vòi nước này cứ xối vào cái lỗ hậu môn nó là nó ỉa hết. Mới lại bơm nước cho nó uống. Bơm nước cho nó uống, cho ăn thật nhiều rau lang lên. Cái này là cái nguyên nhân chính của nó là cám. Cám nhưng mọi khi vẫn cám đấy thôi. Cám đấy nhưng nó sản xuất nhiều lô. À. Có những lô nó sản xuất được lô không. Làm sao mà cứ phải khổ vậy. Đấy. Đây. Biểu hiện của khát nước đây này. Thấy chưa? Nhìn đây này, nó uống đây này. Đấy anh hàng ngày bơm anh cũng cho uống thế. Rồi ôi là rồi. Nhưng mà bơm một kia thì nó lại không uống. Hết bà nó lại không uống. Tao đi dò gì nó không uống. Đấy. Ôi, lần đầu tiên trong đời em thấy con người bơm nước mắm vào hậu môn cho lợn nó ỉa. Người ta chỉ dùng cái đấy để người ta bóp để chuẩn bị nướng cái phần trực tràng thôi. Ai uống nghe. Uống nghe. Đấy. Thiếu nước thì bổ sung nước vào cho nó uống. Em thấy nó ngộ ngộ. Không ỉa được kể cả lợn này cũng có nhiều con nó bị táo bón. Cứ tắm cho nó rồi bơm nước vào đít đó. Cứ xối vào đấy là nó kích thích nó ỉa hết. Đây. Ai bảo nó không uống. Đi rút quân đi.